Vừa ăn cơm xong thì thấy vợ dọn chén bát đi vào nhà vệ sinh, thấy tò mò nên đi sau xem thử. Vừa đi tới nơi thì bắt gặp cảnh này, cô ấy bỏ chén đĩa bẩn vào bồn cầu để rửa. Nhìn thì có vẻ sạch và nhanh đấy, nhưng có bao nhiêu vi khuẩn trong đó thì đếm không xuể. Thôi từ nay phải siêng rửa bát hơn mới được, không thể để cô ấy làm vậy thêm nữa.